trong cái cuộc sống này được quyết định bởi sự hưng thịnh suy vong. Khi một quốc gia hưng thịnh thì sẽ làm cho những quốc gia khác ganh ghét, sân si. Bởi vì nước người ta khổ mà nước mình sướng thì người ta sẽ sân si với mình, người ta sẽ tìm cách hãm hại mình. Nên chỉ có sự khiêm tốn và lòng từ bi mới có thể hóa giải được tất cả mọi hận thù, sự buông xả, sự yêu thương. Vô. Các bạn đang đi những cái trại tù giam là chứng kiến cảnh quả báo nhãn tiền của việc sát hại chúng sanh, ăn thịt động vật dã man, tàn phá thiên nhiên, kiệt quệ. Nó quả báo như vậy đó. Nên hưng thịnh suy vong là một vòng luẩn quẩn xoay chuyển. Thắng thì thua làm vua, thua thì làm giặc. Hay coi để hiểu cái luật nhân quả, chứ không có phán xét, không có hận thù, không có ganh đua, không có ác cảm gì hết. Đó là chuyện quá khứ. Ở đây nhiều khi lương thực để đây, trồng rau ở đây. Và bây giờ mình đến một nhà tù nữa để chứng kiến sự thống khổ của người hồi xưa nè. Ở đây nước gì vậy ta? Đây giống một cái hồ cá quá ha. Hồ nước nấu ăn. Qua đây là kiểu Mỹ. Nhà tù kiểu Mỹ nhìn đẹp ha. Nó có thiên hướng thiên nhiên.